Chào mấy chị đã đến với kênh Em Cuộc Sống Pháp nha. Chúc mấy chị ngày mới vui vẻ như bình an. Hôm nay vợ chồng em đi dạo, dẫn mấy nhỏ đi dạo nè. Cái chuyện lớn là chú em nhỏ. Đó, đây đi dạo nè. Đi dạo chuyện bóp. Đó. Rất là đông người luôn. Bóng ai nè. Bóng ai tây. Đây là bông gì đây? Không biết luôn. Bông rất là đẹp. Đây là bông đào nè. Đó, rất là nhiều người ta đi dạo á. Trời hôm nay đẹp á. Không có lạnh á. Cho nên rất là đông người đi dạo luôn. Thấy không? Cái bông đào đẹp không? Mấy chơi cái bông đào quá đẹp luôn. Con trai mình đang chơi bóc xét nè. Con trai mình đang chơi bóc xét. Đó. Bông này bông tulip nè. Có nhiều màu nè. Màu tím, màu trắng. Có rất là nhiều màu nha. Nhiều loại bông luôn á, đẹp quá trời đẹp luôn. Bên đây cây bông nè. Màu trắng nè, rất là đẹp không? Mình sẽ gom lại cho cả nhà xem nha. Wow. Trắng nhuyễn luôn á. Đây là mấy cái mẫu bông màu tím nè, em cũng không biết gọi là bông gì nha cả nhà, em chỉ biết chia sẻ là cho anh chị xem á. Nè bên đây cũng có bông màu tím loại khác nè. Wow, màu tím đẹp, rất là đẹp luôn. Wow, đây bông nè, nó nở nè. Tại vì đi cũng đã muộn rồi đó, cho nên cái bông này nó cũng nở ra muôn gần hết rồi. Wow, nó đẹp chưa nè. Rất là đẹp luôn. Tuyệt vời luôn nè. Đẹp rồi, rất đẹp, nở bung hết rồi đó. Cỡ chừng 2 tuần, 1 tuần, 2 tuần nữa là nó tàn hết rồi nha, là hết đẹp rồi. Đó, anh ấy đang đi vô trong, phía trong coi cái hình tượng này, hình tượng như thế nào nha. Đây là cái tượng nè. Tượng gì em muốn biết nữa nha mấy chị, tượng rất là đẹp nha. Có hai cái thần, hai cái thần. Đây là bông nè, màu trắng nở đẹp luôn á. Nó đẹp luôn. Nó sẽ đẹp hả? Đó, anh đã sẽ đi ra đường này. Đó. Để đi ra đường này. Ồ, bông gì đẹp quá. Bông gì mà đẹp quá trời luôn, mà em không biết bông gì luôn. Nó bay kìa. Nó có để tên hả? Thường thường mà mỗi cây nó có để tên nhé, mà cái này nó không có để tên hả? Bay quá trời bay luôn hả? Đẹp. Mùa đây mùa xuân á. Bông lộ nở rất là đẹp. Đó, còn kia quá trời luôn kìa. Đang có cái trồng bông tulip nhiều lắm. Đây, cái trồng bông nè. Sẽ gom lại cho cả nhà xem. Đó, chiều mát mát thì rất là nhiều người đi ra đây để tham quan hoặc đi dạo á, để chụp hình phong cảnh này. Nắng á, ta đi dạo nè. Dạo cũng ngắm cảnh bông luôn. Rất là đông người ta đi dạo luôn nè. Đây là mình xuống cái hồ nước đây chứ đây. Thì ở dưới đây có người nhiều người thì người ta chèo thuyền á. Ta muốn thuyền người ta chèo. Đó, đằng kia là có nước nó đang phun lên nè. Đó. Khúc này thì mình đã thấy đằng kia rồi nha. Mình sẽ đến đó, đến nơi đó. Đây. Nhìn giống xà lách lên hả? Hả? Nhìn giống bó xà lách nữa hả? Mà rất là đẹp nha. Đó, chiều mình có thể mình làm đồ ăn á. Mình đem vô đây nè, mình trải cái chiếu hoặc là gì á. Mình ngồi mình ăn uống đồ nó cũng khỏe lắm. Ờ quay.
mát nữa. Con clip này nó đẹp không? Quá đẹp luôn. Quá, wow, bông màu vàng này nhìn đẹp chứ sợ đẹp không anh chị? Ôi, có đẹp chứ sợ không? Giống như là một miếng giấy mỏng vậy đó. Đẹp chứ sợ luôn á. Quá đẹp tuyệt vời luôn. Đó, đẹp chưa? Màu đỏ nữa nè. Đây là một chiếc xe nè, xe cũ nè. Đó, xe bông nha. Đó, anh đã đứng đó. Quá đẹp luôn. Dạ đúng không anh? Đó. Cầm vô trong luôn nha. Ờ, nó không có cho đâu, tại nó vào lại rồi. Đó, nó chặn cái dây này lại. Đây là trời mát nè, người ta tới người ta chạy xuống rồi cho nằm đó. Bảy tháng xuống ta nằm, ta ăn uống rồi, ngồi chơi cho nó thoáng mát nha. Tại cũng mấy tháng rồi nằm trong nhà không à. Bây giờ nó có mùa xuân, nó có ấm áp một chút ta đi chơi. Ờ, rất là đông luôn. Đó có hồ nước. Nhìn thấy không, đường cây nè, rất là đẹp thấy không? Đường cây nè, rất là đẹp. Đó, bên kia là có một chỗ mấy đứa nhỏ chơi nữa nè. À, chỗ đằng kia cho mấy đứa nhỏ ăn chơi vô bên đó. Đây, hai đứa con, đứa con gái và thằng con trai đang đứng đây nè. Đang đứng đằng coi chờ thuyền. Wow, đẹp chưa? Trời rất là mát mẻ cho nên đẹp quá trời luôn. Đó, nhiều người nằm á, thấy không? Cả nhà thấy không? Đó, rất nhiều người nằm chảy khăn đồ á. Đó, xuống nằm. Đẹp quá trời nước kìa. Ôi, đứng đây mà nước nó dậy nó dâng lên luôn á. Tại nó phun nước lên á. Đó, mọi người đang chờ thuyền. Vui chưa? Anh chị nào mà thích chờ thuyền không? Đến đây em đi, em dẫn đi lại chỗ này nè, chờ thuyền cho nó vui nha. Ba tư ở chỗ này nó nhỏ lắm, nó không có được lớn đâu. Nhưng mà có cái là nó vui á. Đó. Rồi, nước phun lên nè. Phun lên đây thì dâng nước, mấy người này thích lắm nha, mấy người Tây nó thích lắm nha. Tại nó ướt nó. Nó nhỏ kìa, tắt vào ghe kìa thì nè. Đó, thích không? Mùa này, chắc này thì chưa có được nhiều chứ vài tháng nữa, khoảng một tháng nữa thôi là ở đây hả? Người rất là đông luôn. Đó, giờ người khoảng dưới đây rồi đó. Đây mà đường đây. Phía bên đây cũng rất là đông luôn nè. Cái trong cái hồ nước này nè, mình đi vòng vòng là rất là đông người. Xong rồi chưa? Đó, có nhiều cái ghế ngồi á. Ở đây là phía cái này nè, chỗ nhà nhỏ xíu này nè. Thì chỗ này là người ta mua vé để người ta đi mấy chiếc thuyền nhỏ này. Con em nó lại không chịu đi, lại có đi qua rồi á. Đây chèo thuyền như vậy nè, cũng vui lắm. Đó, bọc vòng mình chèo vòng vòng này, vòng cái nước này nè. Đứng xếp hàng để mua vé. Lên đó đó cái ngồi nè, coi nè, cả nhà xem nha. Đó, đứa nhỏ sẽ ngồi như vậy, xuống cái ba tô như vậy. Tại mình không giống quay mặt á, mất công. Đó, lên ba tô như vậy thôi. À, nước đó, bên kia cũng đông người nữa nè. Ủa, mình đứng ở chỗ này nóng thiệt hả? Tại ngay kế hồ nước mà sao nó nóng vậy?
Đá cho nó đó, đó cái hang hang mỗi chỗ mình cũng không biết gọi là cái gì nha. Đó. Phía bên kia thì người ta trèo thuyền vô đó nè. Cây gốc cây nè, cây nào mình cũng to to như vậy luôn á. Đẹp chưa? Phía bên này có mấy con vịt nè, cái đầu nó là màu xanh nha. Đó, nó đang bơi bơi. Có thụ với cây gì? Cây gì nó bự bự hơn con à? Nó bằng anh đó. Cái người bự hơn anh nữa. Cây mấy chục năm ở bé. Trời ơi, quá trời cây bự bự không cả. Cao quá trời cao luôn nè. Đi lại mua kem ăn nha cả nhà. Đi hồi nãy giờ cũng đuối rồi đó. Bây giờ đứng xếp hàng để mua kem. Đây là kem ý nha. Ồ, cả nhà em vô là bán kem vô. Cái kem này, kem ý rất là ngon nha. Kem ý á, rất là ngon luôn. Thơm. Nè. Đây là con gái em đây. Nói gì cái kem mà đi á. Con trai em thì không chịu ăn kem, đã uống nước thôi. Rất là ngon nha. Mông rất là đẹp luôn nè, tuyệt vời luôn nha. Ồ, quá trời đẹp chưa. À, mấy cái cây á, cây thì nhất này nó chưa có ra lá đó, cho nên nó chim nó ở nè. Đó, mỗi cái cây là ở trên là có một con chim nó ở trên đó. Nó làm tổ ở trên đó nó ở. Đây anh chị thấy không? Mỗi cái cây này em quay cho cả nhà xem nha đó. Tút đằng kia luôn. Ok, mấy anh chị thấy chim đây không? Có chim tổ đây nè. Vậy em kết thúc video luôn nha. Chúc mấy anh chị ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Bình an trong cuộc sống nha. Em hẹn video tiếp theo cho em xin một cái like, một chia sẻ, một cái đăng ký nha. Một cái bình luận ở dưới. Bye bye mấy anh chị. Hẹn mấy chị vô tiếp theo. Thank you.